trung hô có khả năng lọc sạch ô nhiễm và bụi mịn trong không khí với 4 bước lọc tiêu chuẩn. Màng tiền lọc, loại bỏ sơ vải, lông thú cưng và các bụi bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màng trung gian, loại bỏ bụi nhỏ, cát vàng, phấn hoa, hạn chế nấm mốc. Màng lọc HEPA H13, loại bỏ 99,97% các hạt ô nhiễm, kích thước từ 0,3 micromet như bụi mịn PM2.5, PM1.0, khói thuốc, những chất dễ dàng xâm nhập vào phổi và có nguy cơ gây ung thư cao. Màng lọc khử mùi, sử dụng khăn hoạt tính đặc biệt, loại bỏ các chất ô nhiễm bay hơi như VOCs, formaldehyde, ammoniac, gây ra các bệnh dị ứng hô hấp. Trung hô, mang không khí trong lành từ rừng đại ngàn vào nhà bạn.